Hello, chúng mình ngày hôm quay trở lại với video tiếp theo của NTG Reaction. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với phần chuyện đấu phá thương khung phần 4 tập 30 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 31, hẹn ước 3 năm của Thiếu Viêm và Lạp Lan Yên Nhiên phần 10. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Khi Tiêu Viêm tỉnh dậy từ giấc ngủ say, phát hiện là đã sáng sớm ngày hôm sau. Có chút mệt mỏi từ trên giường đứng lên, Tiêu Viêm nhìn căn phòng trống rỗng, lắc đầu cười khổ. Luyện chế đan dược quả nhiên là việc mệt mỏi, hao tổn đối với tinh thần thật sự là quá lớn. Rời khỏi giường, Tiêu Viêm đơn giản rửa mặt mũi, đợi đến khi hoàn toàn khôi phục lại thanh tỉnh mới bắt đầu xuất môn hướng Lạp Lan gia tộc đi tới, bắt đầu việc khui độc hôm nay cho Lạp Lan Kiệt. Mặc dù một ngày thời gian không thấy Hải Bà Đồng đến, bất quá Tiêu Viêm vẫn không có gì lo lắng. Lấy thực lực của lão gia hỏa ở Sa Ma Đế Quốc, trừ bỏ Vân Lam Tông, sợ rằng còn không có ai có thể tạo thành phiền toái quá lớn với hắn. Hôm nay khu độc cùng lần trước đại khái là giống nhau, vẫn chưa có sự kiện đặc thù gì phát sinh. Đợi đến sau khi khu độc cho Lạp Lan Kiệt xong, Tiêu Viêm cũng yêu cầu ngồi ngoài phòng khách của gia tộc một hồi. Đang ngồi nhàn nhã, Lạp Lan Yên Nhiên không biết vì sao có hứng thú tiến lại cần hỏi Tiêu Viêm một ít về chuyện tình cảm của hắn. Bất qua mấy vấn đề này đều bị Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng cùng với ngữ điệu hàm hồ chậm lại. Đối với nữ nhân này, mặc dù hiện giờ nàng giống như là so với năm đó thay đổi rất là nhiều, nhưng mà Tiêu Viêm thực sự là khó có thể đối với nàng sinh ra được cảm giác. Nơi có Lạp Lan Yên Nhiên tự nhiên là cũng có Liễu Linh theo sát. Trong lúc Lạp Lan Yên Nhiên cùng với Tiêu Viêm nói chuyện trong lúc, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được khóe mắt của hắn lóe dư quang không ngừng quét đến. Mặc dù khuôn mặt của hắn vẫn như cũ là mỉm cười, nhưng mà Tiêu Viêm lại vẫn là nhận thấy được hắn giống như là có chút khó chịu, lộ ra nhàn nhạt địch ý đối với chính mình. Có điều hắn cũng chỉ nhún vai nghĩ, người khó chịu liên quan gì đến ta? Di hỏa mà của Hà coi trọng, ta cũng dám đoạt, ngươi chỉ là đồ đệ còn chưa xuất xứ, có thể làm cho ta e ngại hay sao? Ánh mắt của Liễu Linh càng lúc càng thêm bằng lãnh, mà Tiêu Viêm ngồi ở trong phòng khách gần nửa giờ sau mới đứng dậy cáo từ. Bọn người Lạp Lan Kiệt đích thân tiễn ra khỏi đại môn Lạp Lan gia tộc, chậm rãi biến mất tại cuối tầm mắt của mấy người. Híp lại con người nhìn về phía Tiêu Viêm biến mất, Liễu Linh nghiêng đầu chuyển hướng nhìn Lạp Lan Kiệt, đột nhiên mỉm cười rồi nói: "Lão gia tử, không biết vị luyện dược sư tên là Nham Kiêu này, các người có biết chút gì lai lịch hay không?" "Như thế nào?" Nghe vậy Lạp Lan Kiệt sửng sốt, chợt cau mày rồi nói: "Nham Kiêu tiên sinh là khách quý của Lạp Lan gia tộc chúng ta, ta chỉ quản hắn có thể đem lạc độc của ta ra trục xuất hết hay không. Về phần hắn đến cuối cùng có thân phận như thế nào, ta không quan tâm. Người tuổi trẻ lòng dạ phải rộng một chút, không nên vì một chút việc nhỏ mà xuất hiện địch ý. Ngươi mặc dù là cổ hà đệ tử, nhưng mà ta dám nói, vị sư phụ sau lưng Nham Kiêu kia, sợ rằng so với cổ hà không yếu hơn đâu. Cùng với ngươi như vậy là địch nhân, không phải chuyện tốt gì." Lạp Lan Kiệt mỉm cười nhìn Liễu Linh, ý vị thâm sâu thấp giọng nói. Lấy ánh mắt cay độc của Liễu Linh, tự nhiên là có thể nhận thấy được hắn đối với Tiêu Viêm có một ít tâm tư. "Ây, lão gia tử nói đùa, ta cùng với Nham Kiêu tiên sinh không nhận thức. Như thế nào đối với hắn ôm địch ý?" Sắc mặt hơi thay đổi. Bất quá Liễu Linh cũng không phải là thường dân, nhanh chóng thủ liễm sắc mặt, liếc mắt một cái nhìn Lạp Lan Yên Nhiên, lông mày kẻ đen cùng với hơi nhăn lại của Lạp Lan Yên Nhiên cười dài rồi nói: "Nếu như thật sự là như vậy, tự nhiên là tốt. Nham Kiêu này có lẽ hiện tại so ra kém ngươi, bất quá hắn tiềm lực cực kỳ là khổng lồ. Nếu có cơ hội, ta thật ra rất muốn kéo hắn tiến nhập Lạp Lan gia tộc." Lạp Lan Kiệt thản nhiên cười cười, không nhìn đến sắc mặt khó coi của Liễu Linh, xoay người bước vào bên trong đại môn. Lạp Lan Yên Nhiên liếc mắt một cái bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai của Liễu Linh nhẹ giọng rồi nói: "Người tốt nhất đừng làm sằng bậy, gia gia cũng đã nói hắn là khách quý của Lạp Lan gia tộc." Nói xong, cánh tay nhỏ nhắn vuốt mái tóc trên trán, bước theo Lạp Lan Kiệt đang đi phía trước. "Yên Nhiên, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là biết ta đối với ngươi." Nhìn bóng lưng mê người ưu nhã, Liễu Linh không nhịn được bật thốt ra. Xong lời còn chưa nói, Lạp Lan Yên Nhiên lưng vẫn quay về phía hắn, cánh tay cua lên đằng sau, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, cánh tay giống như là bạch ngọc trơn bóng, thở dài rồi nói: "Ngươi hẳn là biết, hiện tại ta cũng không nghĩ tới mấy cái chuyện này. Ngươi nhiều năm như vậy có thể trở thành bằng hữu của ta, có lẽ ngày sau ngươi có thể làm cho ta động lòng. Bất quá ít nhất hiện tại ta vẫn chỉ là coi ngươi là bằng hữu bình thường. Ta không phủ nhận người ưu tú, bất quá vẫn là chưa đạt tới yêu cầu của ta. Nam nhân của Lạp Lan Yên Nhiên ta không có thể là người tầm thường." Dứt lời, làng không dừng lại, bước một mạch thẳng vào đại môn. "Ta biết người tầm cao, như vậy lần này ta sẽ dùng quán quân đại hội chứng minh với người. Ta Liễu Linh có khả năng xứng với người." Nhìn bóng lưng mê người kia,
Liễu Linh trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, làm người kế thừa của Vân Lam Tông, làm Lan Yên Nhiên tại Giả Ma Đế Quốc địa vị cơ hồ là so với đế quốc công chúa còn cao quý hơn. Lấy ngạo khí trong lòng Liễu Linh, tự nhiên là muốn chinh phục loại nữ nhân như vậy. Điều đó càng có thể chứng minh sự ưu tú của hắn. Thanh âm êm tai theo đại môn chậm rãi truyền ra, chờ ngươi lấy được quán quân rồi sẽ nói. Chờ xem, nhún vai, Liễu Linh xoay người lại, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm biến mất lúc trước. Âm hiểm rồi cười, thấp giọng lẩm bẩm. Ta sẽ tại đại hội làm cho người thấy rõ, đại tử của Đan Vương là kiệt xuất của Giả Ma Đế Quốc này. Phía trên giường, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, lúc này trong phòng năng lượng thiên địa ba động kịch liệt. Bằng mắt thường có thể thấy được năng lượng rung động đang từ trong cơ thể của Tiêu Viêm phát ra, mà y bào của hắn không có gió mà tự động phình lên, trên khuôn mặt xuất hiện ra vẻ ngưng trọng, nhàn nhạt thanh mang như ẩn như hiện. Theo chung quanh thiên địa năng lượng không ngừng quán chú tiếp nhận bên trong thân thể của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt tia thanh mang cũng càng ngày càng đậm, tới cuối cùng màu xanh quang mang cơ hồ là che phủ cả khuôn mặt của hắn. Mà trong cơ thể hắn, khí thế cũng đang từng bước tăng cao. Đang lúc khí thế đang dâng cao, năng lượng ba động chung quanh đúng lúc này chợt tĩnh lặng xuống. Ngay khi năng lượng tĩnh xuống, y bào trên thân thể của Tiêu Viêm đang phồng lên lại cứng ngắc, không có một chút động đậy. Tình trạng quỷ dị giằng co gần hơn 10 giây thời gian. Hai mắt đang nhắm của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, màu xanh hỏa diễm trong tức thì lan tràn, rồi chợt nhanh chóng rút đi. Một cỗ tinh mang sắc bén trong con người đèn nhánh đột nhiên bắn mạnh. Thân thể vẫn duy trì tư thế tù luyện, Tiêu Viêm miệng khẽ nhếch, một khẩu cho khí màu đen bị phun ra, hắc khí lượn lờ quanh quẩn. Hễ nó chạm vào cái gì đó, cơ nhiên là toàn bộ bị ăn mòn. Theo luồng khí bốc lên cao, lóc nhà cũng bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, từ từ hóa thành hư vô. Phun ra cho khí cuối cùng, Tiêu Viêm tinh mang sắc bén trong mắt cũng lặng yên rút đi, y bào cứng ngắc lại mềm mại áp vào trên da. Luồng khí thế lơ lửng trong căn phòng cũng bị bắt quay về trong cơ thể. Ha ha, thất tinh đấu sư rồi. Nắm tay hơi cầm chặt, trong cơ thể cảm giác tràn đầy lực lượng làm cho Tiêu Viêm có chút say mê. Hắn mặc dù biết dựa theo tiến độ lúc trước, sớm muộn gì cũng có thể tiến nhập vào thất tinh cấp bậc, nhưng lại là vẫn như cũ không ngờ tới, lúc này mới vẹn vẹn hấp thu 3 lần lạc độc trong cơ thể Lạp Lan Kiệt, đã làm cho chính hắn tăng lên một cấp. Năng lượng trong cơ thể đấu vương cường giả quả nhiên là cuồn cuộn mênh mông. Có điều hấp thu 3 lần mà thôi, đã đủ để cho năng lượng của ta tăng lên một cấp bậc. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm rồi nói, thân thể quỷ dị chuyển động, nghe từ trong thân thể từng đợt tiếng vang thanh thúy. Không khỏi hài lòng cười cười, cuộc mua bán này giống như là vẫn rất lời đó. Song trưởng chống lên giường, hơi dùng sức, thân thể mạnh mẽ bắn ra, sau đó lăn không quay tròn nhẹ nhàng hạ xuống đất. Tiêu Viêm vỗ vỗ tay, nhìn quanh một vòng, cau mày lẩm bẩm, như thế nào còn trường có trở lại. Cau mày trầm ngâm một hồi, không có kết quả, Tiêu Viêm đành lắc lắc đầu, sau đó mở cửa ra phòng đi ra ngoài. Ngày mai luyện dược sư đại hội bắt đầu, hắn hiện tại cần phải đi công hội hỏi thăm một vài sự tình có liên quan đến đại hội, các loại trận đấu cùng với hình thức thi đấu nữa. Ra khỏi khách điếm, Tiêu Viêm đứng ở trên đường nhìn chung quanh, sau đó cất bước hướng về phía luyện dược sư công hội, cho dù là cách thật xa cũng có thể nhìn thấy mà đi tới. Một đường đi đến, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, phía trong thành thị trên một số ngã tư đường, cư nhiên xuất hiện lực lượng vũ trang hạng lặng tuần tra, hiển nhiên duyên cớ bởi vì luyện dược sư đại hội sắp cử hành. Dù sao thịnh hội khổng lồ như vậy, vạn nhất rối loạn lên, đối với đế đô ảnh hưởng rất là lớn, cho nên hoàng thất tự nhiên là cần phải đề phòng trước khi xảy ra. Chậm rãi đi qua mấy ngã tư đường rộng lớn, luyện dược sư công hội khổng lồ rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn ở trước đại môn so với 2 ngày trước có vẻ càng thêm đông đúc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra rất nhiều luyện dược sư đều là nghĩ muốn tại đại hội lần này bộc lộ tài năng. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Viêm chậm chậm bước tới gần công hội, từ từ tràn lấn vào trong dòng người. Vừa muốn theo dòng người tiến vào công hội, phía sau nơi không xa xa lại đột nhiên rối loạn lên. Chung quanh từng đạo ánh mắt đều lém tới lời đó. Phía trước dòng người đình chỉ tiến vào, Tiêu Viêm cũng bị dừng lại ở giữa. Khẽ thở dài một hơi, cao mày quay người về phía ngọn nguồn gây ra rối loạn. Ngọn nguồn rối loạn là một cỗ xe ngựa quý tộc. Phía trước xe ngựa, hai con tuấn mã toàn thân lông trắng như tuyết, không có pha lẫn một chút hỗn tạp, đang an tĩnh đứng sừng sững. Chung quanh xe ngựa, xem cửa màu hoàng kim vẽ một đầu dị thú phun ra làm sắc hỏa diễm. Dị thú hình thể không nhỏ, tổng thể diện mạo lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn qua giống như là có cảm giác chấm nhiếp lòng người. Hoàng thất huy chương, nhìn chằm chằm huy chương dị thú không biết là gì, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm rồi nói, là người của Giả Ma Đế Quốc, đối với Giả Ma hoàng thất huy chương hắn cũng có một chút nhận thức. Chung quanh xe ngựa có tới 10 gã hắc bảo nhân, ánh mắt đảo qua những người hắc bảo nhân này, Tiêu Viêm nhãn đồng hơi co lại. Tại cảm giác của hắn, 10 gã hắc bảo nhân cư nhiên cho hắn xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Không hổ là Giả Ma Đế Quốc toàn tộc,
Thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà ta thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hào hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước đấu phá thương khung phần 4 tập 32 được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.